Đây là chất liệu gỗ, đảm bảo các bác yên tâm luôn. Nếu mà các bác lo lắng về chất lượng, các bác về có thể kiểm tra, test hàng thoải mái. Các bác có thể cắt, có thể xẻ, bào gọt thoải mái các bác nhá. Đây, trước màn hình của các bác, đây là bộ bàn ghế sofa đang được anh em hoàn thiện ở trong này. Bây giờ đang là ở nước lót thứ hai các bác ạ, để nước lót thứ hai. Đấy. Đang được anh đang rung lót để chuẩn bị lót. Thêm một nước lót này nữa là sẽ khá ổn để chúng ta có thể sử dụng được rồi các bác ạ. Toàn bộ là bằng chất liệu gỗ lim xanh 100% các bác nhá. Bộ này thì gồm có một cái tựa ghế dài, một cái băng dài, một cái băng ngắn, một bàn dưới, một bàn trên và hai đôn. Đây là hai đôn, đây là bàn trên và đây là cái quây ở dưới mặt bàn dưới, gồm có tổng cộng là một bộ phận, hai bộ phận. Tính ra nếu mà muốn nói về một bộ sofa thì gồm có tựa là một này, mặt băng là hai này, quây là ba này, bàn trên là bốn này, bàn dưới là năm này, đôn là sáu, tay hộp là 7, gồm có 7 cái bộ phận các bác ạ. Bác nào quan tâm bộ bàn ghế sofa thì tham khảo về 7 cái bộ phận này. Đấy, chất liệu gỗ lim xanh, đây là hàng toàn bộ là loại bỏ phần rác các bác ạ, toàn bộ loại bỏ phần rác này. Tựa rất đẹp các bác nhá, tựa rất đẹp, hàng đẹp không tì vết luôn. Bộ này cam kết với các bác là long lanh. Bộ này thì anh em có làm một cái hộp ở đây các bác, hộp chúng ta có thể để đồ ở trong này. Đấy, chia sẻ với bác là hộp ở bên trong này thì Sơn có làm hai miếng ván bằng gỗ gõ đỏ ở bên trong này. Bởi vì ván này nó là ván mỏng, làm bằng gỗ gõ đỏ thì nó chất lượng cao hơn và mình dùng nó cũng ok hơn. Còn bên ngoài này thì mình dùng bằng lim xanh cho nó đồng bộ các nhá. Và cái hộp thì cũng rất là dày, hàng dày 5 phân, 4 phân ở đây, 4 phân các bác ạ. Tựa dày 12, cao ở đây rất là cao, tựa này khá là cao, tựa này cao 38 hay là 40 gì ấy. Đây là cái mặt bàn dưới các bạn, mặt bàn dưới của bộ sofa cũng khá là dày, khoảng 5 đến 6 phân. Mặt bàn dưới này thông thường thì mình sẽ làm nhỏ hơn mặt bàn trên một chút để thứ nhất chúng ta đi nó không bị đá vào, thứ hai là nó không bị thô, nếu không chúng ta nhìn vào nó sẽ khá là thô các bạn. Tiếp theo là chúng ta sẽ quay cái bàn mặt bàn chính của sofa, cũng bằng chất liệu gỗ lim xanh và cũng được lựa chọn mặt bàn rất đẹp. Mặt bàn này thì Sơn đã phải cắt từ tấm 2m8 xuống, cắt bỏ đi cái đầu, và cái đầu đấy thì mình làm cái mặt đôn, còn lại dư cái mặt bàn này. Để mà đóng ra một bộ sofa thì chúng ta phải cắt bỏ đi rất là nhiều gỗ các bác ạ, rất là nhiều gỗ. Và thông thường thì đóng sofa thì không có lợi nhuận cao lắm, thực sự chia sẻ với bác là không có lợi nhuận cao, bởi vì chúng ta phải cắt và phá gỗ rất là nhiều. Tuy nhiên rằng đây là một dòng sản phẩm mà nhiều bác yêu thích nên là buộc mình cũng phải làm để phục vụ các bác. Đấy, để cho các bác có bộ bàn ghế sofa ngồi cho đẹp. Mặt bàn này rộng là rộng 76 dài 12 các bác nhá. Rộng 76 dài 12. Tiếp theo là chúng ta có một cái đôn ở đây các bác ạ, một cái đôn ở đây. Đôn thì anh em Sơn thông thường sẽ làm 40 vuông hoặc 45 vuông. Dày thì mình làm dày khoảng 10 phân là ok rồi các bác ạ. Dày thì mình sẽ làm bằng dày bằng cái mặt ghế. Còn quây thì mình vẫn làm dày cái quây 3 phân. Các bác thông thường thì các bác thích làm cái quây dày, nhưng thực tế thì không để giải quyết vấn đề gì cả. Bởi vì ấy, nó đứng là đứng trên cái chiều thẳng này chứ không phải đứng trên cái chiều dày kia. Và nó dày hay mỏng thì nó chỉ không ăn thua, không khác nhau bao nhiêu. Bởi vì nó đứng ở trên các cái góc này, đứng ở trên các cái góc, lực sẽ dàn xuống các cái góc này. Còn ở đây thì nó không có bao nhiêu cả, nên hoàn toàn có thể đứng vững được. Các bác cứ yên tâm, không cần làm quây dày 4 phân, chỉ làm quây dày khoảng 2 phân rưỡi, 3 phân là ok rồi các bác ạ, không cần làm quây dày. Đấy, mặt đôn rất đẹp. Và nếu có thể thì các bác nên làm cùng một loại cây thôi, không nên làm pha nhiều cây. Cái điều này thì chắc chắn các bác cũng sẽ biết được, cùng một loại cây. Và các bác nên chọn những cái cây nó có cùng đồng chất với nhau. Ví dụ như cây này có màu xanh vàng thì mình chọn những cây lim xanh nó màu xanh vàng. Còn cây mà nó màu xanh đen thì chúng ta sẽ làm những bộ màu xanh đen riêng để nó đẹp hơn các bác nhá. Ở đây thì anh em Sơn làm thêm một vài cái chân, làm một vài cái đế ở đây để nâng cao lên, chúng ta có thể lùa chổi vào đây, chúng ta có thể quét dọn bên dưới này được. Chia sẻ với các bác là ở đây thì anh em Sơn làm cái bộ này ấy, là dài ở đây là dài 2m9, 3m. Cái chiều ngắn này là 2m4, chiều dài cái là 2m9. Cái này là kích thước này là tham khảo, bởi vì Sơn quên mất kích thước chính xác rồi, nhưng mà nó loanh quanh khoảng như vậy,
2m9 đến 3m gì đấy các bác nhá. Bộ này giá hiện tại là 62 củ miễn phí vận chuyển các bác nhá. 62 củ, 62 triệu cho bộ bàn ghế sofa góc chữ L, chất liệu gỗ lim xanh đẹp như này, hàng sạch rác các bác nhá. Đây là chất liệu gỗ đảm bảo các bác yên tâm luôn. Nếu mà các bác lo lắng về chất lượng, các bác về có thể kiểm tra, test hàng thoải mái. Các bác có thể cắt, có thể xẻ, bào gọt thoải mái các bác nhá. Đấy các bác thấy không? Phải cắt gỗ đi rất là nhiều. Phải cắt bỏ gỗ đi các bác này, phải cắt bỏ gỗ đi khá là nhiều này. Đấy, bác nào quan tâm đến bộ đấy thì inbox của Sơn nhá. Đặc biệt là tiện ở cái video này thì Sơn cũng chia sẻ với các bác là Sơn cũng có hai bộ bàn ghế gỗ lim ở đây. Bằng gỗ góc, một bộ chữ L xuôi, một bộ chữ L ngược. Đang bán xả là giá 37 củ gồm cả vận chuyển. Bác nào quan tâm thì inbox của Sơn. Bộ này là dài 2m75, rộng 1m55, chiều ngắn 1m55, chiều dài 2m75, rộng 38 phân. Rộng 38 phân, tựa thì dày 12, băng ghế dày 10 các bác nhá. Bàn cũng là dày 12 bằng chất liệu gỗ lim. Bác nào quan tâm thì inbox nhá.